Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, Nam Mạng. Nam Mạng Tân Tỵ, cung khôn trực định, mạng bạch lạp kim, tức vàng chân đèn, khắc phúc đăng hỏa, con nhà bạch đế, trưởng mạng, dương con rắn, tướng tinh con thỏ, ông quan đế độ mạng. Tổng quan tử vi Nam Mạng Tân Tỵ. Theo tử vi 12 con giáp, Nam Mạng Tân Tỵ là những người có bản lĩnh tự lập, không bao giờ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, kể cả những người thân thiết trong gia đình. Họ sớm có ý chí xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định cho bản thân. Những người tuổi này không được may mắn về công danh hay các lĩnh vực khác trong cuộc đời, nhưng trong họ luôn luôn tồn tại một nghị lực phi thường, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, nếm đủ cay đắng, ngọt bùi. Tân Tỵ mới trưởng thành, chín chắn hơn. Bước vào trung vận, công việc, sự nghiệp sẽ phát triển ổn định như ý muốn. Tân Tỵ Nam Mạng không thích nịnh nọt, bỡ đỡ, xù nịnh, tự thân lập nghiệp, tạo dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình. Những người này có số hưởng thọ trung bình từ 75 đến 81 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, lương thiện thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của Nam Mạng Tân Tỵ được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Những người may mắn nhất là các Nam Mạng Tân Tỵ sinh vào các tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào mà sẽ sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo không mấy yên vui, hòa thuận, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, xích mích, xáo trộn phức tạp. Công danh phải trải qua nhiều thăng trầm không được rộng mở, sán lạn. Ngoài 30 tuổi trở ra mới có thành tựu về công danh. Tài vận từ 35 tuổi trở đi mới được đủ đầy, sự nghiệp được nhiều kết quả nhất từ năm 36 tuổi và 37 tuổi trở đi. Nếu kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, công danh sự nghiệp của Tân Tỵ sẽ ngày càng phát triển, thăng tiến. Tuổi hợp làm ăn. Tân Tỵ Nam Mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Mậu Tý và Đinh Hợi để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, dễ được thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn một cuộc sống được hạnh phúc viên mãn, con cái đuề huề, tiền bạc rủng rỉnh, công danh tiền đồ rộng mở, sán lạn, không phải lo nghĩ về bất cứ vấn đề gì, thì Nam Mạng Tân Tỵ nên lựa chọn kết hôn với những tuổi hợp với mình cả về tài lộc và tình duyên như Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Mậu Tý và Kỷ Mão. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu, không vươn lên được sự sung túc, đủ đầy khi bạn thành lập gia thất với các tuổi như Giáp Thân, Quý Dậu và Ất Hợi. Nếu kết hôn với nữ mạng tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Giáp Tuất, cuộc sống sẽ có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Hai bên cần phải lắng nghe, thấu hiểu đối phương nhiều hơn nữa để giữ gìn mối quan hệ hòa hợp, lâu dài. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là năm 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi, bạn nên tránh kết hôn hay lập gia đình. Nam Mạng Tân Tỵ sinh vào các tháng 1, 5, 6, 9, 10 và 12 âm lịch, thường có số đào hoa, lấy nhiều vợ, phải trải qua nhiều khó khăn trong chuyện hôn nhân. Tuổi hợp làm ăn. Tân Tỵ Nam Mạng không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với những tuổi như Quý Mùi, Kỷ Sửu, Canh Dần, Ất Mùi, Mậu Dần hay Đinh Sửu. Đó là những tuổi đại kỵ. Nếu kết hợp với những tuổi này thì rất có thể sẽ gặp phải những khó khăn, bất lợi. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức,
thì tự khắc chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, bạn có đại hạn vào các năm 27, 29, 39 và 42 tuổi, mọi chuyện phải hết sức thận trọng, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro hay đau ốm, bệnh tật hoặc tai ách bất ngờ xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông, suôn sẻ vào những năm này. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích, bất hòa. Những dự định lớn, những ý tưởng mới, bạn nên đợi từ năm này qua đi rồi thực hiện sẽ thu được kết quả như mong muốn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tân Tỵ Nam Mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khi xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc quan trọng thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn biến tử vi từng năm. Xem tử vi chọn đời từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Tháng 7 và tháng 8 năm 26 tuổi có nhiều chuyện phiền muộn, không thực hiện được những dự định của bản thân. Tháng 10 và tháng 11 âm lịch năm 27 tuổi có đường tài lộc, tài vận, sự nghiệp phải trải qua nhiều thăng trầm. Những tháng đầu năm 28 tuổi, tiền bạc có chút dư giả, sang giữa năm có nhiều chuyện rắc rối, đến cuối năm công danh sự nghiệp được như ý. Từ năm 29 tuổi, công danh sự nghiệp được rộng mở, sáng lạn. Năm 30 tuổi, sự nghiệp và địa vị bị sụp đổ. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, chuyện tình cảm và tài vận được như mong muốn, nhưng sự nghiệp thì chưa được như ý nguyện. Tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 32 tuổi được nhiều thuận lợi cho công việc, nhưng đến tháng chạp cần tránh xuất hành đi xa kẻo sức họa vào thân. Năm 33 tuổi vô cùng xấu, phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi chuyện, coi chừng tai ách hay đau ốm bệnh tật xảy đến. Năm 34 tuổi mọi trở ngại lùi bước trước bạn, công danh và sự nghiệp có tiến triển tốt. Năm 35 tuổi, mọi chuyện đều được toại nguyện nhưng phải cẩn thận vào tháng 3 và tháng 6 âm lịch, kẻo có tai họa giáng xuống bất ngờ. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, mọi chuyện thành bại đều do chính năng lực của bạn. Năm 37 tuổi, có nhiều may mắn về sự nghiệp, gia đạo có chuyện phiền muộn vào năm 38 tuổi. Năm 39 tuổi là một năm yên bình, không có bất cứ biến cố nào xảy đến. Cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình, sẽ nhận được sự động viên khích lệ, điều mà bạn rất cần trong năm 40 tuổi. Cần tránh xuất hành đi xa, tháng 8 và tháng 11 âm lịch, có chừng đau ốm, bệnh tật phải nằm viện. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi, gia đình có nhiều vấn đề khiến bạn phải suy nghĩ, công việc không được suôn sẻ. Nếu xuất hành đi xa hay cộng tác thực hiện những dự án lớn sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhất là vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch năm 42 tuổi. Năm 43 tuổi, công việc được thuận lợi vào tháng 5 và tháng 6 nhưng thường hay ốm vặt hoặc gia đình có chuyện rối rắm. Công việc gặp nhiều trở ngại vào tháng 3 và tháng 4 năm 44 tuổi, những tháng còn lại bình hòa. Đến năm 45 tuổi, công việc được suôn sẻ, gia đình hòa thuận, đầm ấm, không có biến cố lớn nào xảy đến. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi, mở rộng kinh doanh hay đầu tư cho các dự án lớn sẽ thu được nhiều kết quả tốt. Năm 47 tuổi, một năm đủ đầy trên tất cả mọi lĩnh vực, thua lỗ trong công việc vào năm 48 tuổi, nhưng không nên tuyệt vọng hay tiêu cực quá, vì cuối năm bạn sẽ có lộc về đường tài vận. Bạn có vận hạn vào năm 49 tuổi, phải hết sức cẩn trọng trong công việc, cẩn thận bệnh tật, đau ốm cho chính mình cũng như người thân trong gia đình, nhất là vào tháng 6 và tháng 9. Năm 50 tuổi, không nên thực hiện những dự định lớn, phải thận trọng trong công việc cũng như quản lý chi tiêu tài chính. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn vào những năm này, cần chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân và tiết kiệm chi tiêu sẽ tốt hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, mọi chuyện không được thành công rực rỡ nhưng cũng không gặp thất bại. Quan tâm hơn đến bản thân và gia đình, kẻo có những chuyện không hay xảy đến. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Quý bạn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo vật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống.
phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 mệnh Kim nên chọn mặt vật làm từ bạc thuộc hành Kim là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt vật đá mã não trắng thuộc hành Kim. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp gia tăng vượng khí, từ đó mang về tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với thần chủ. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nên chọn các loại vòng tay đá màu trắng, xám, vàng nhạt thuộc hành Kim, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu nâu, vàng đậm thuộc hành Thổ, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!